Bây giờ các em chọn đi, nhảy hoặc nằm. Nhảy. Nằm là tập bụng đó. Em ơi, anh nói là cái sàn của chương trình, em miếng sau em nhảy. Nhảy nổi không? Bây giờ nhảy đúng không? Nhảy đi. Chốt, hình phạt dành cho các em sẽ là nhảy. Ôi em nói nhảy là em tưởng giày chứ đâu có nghĩ là giày. Thôi em ơi, giày là phạt sao? Giày mới là phạt nè. Mình nhảy trên cái tấm thảm này êm lắm cưng nha, mượt mà lắm, như nhung vậy đó. Mà mình không phải nhảy tại chỗ, mình sẽ phải xếp hàng từ phía dưới của tấm thảm xanh đó, từng người một nhảy dây lên đi cho hết cái tấm thảm màu đỏ này. Cố lên. Hình phạt dành cho đội bậc thang bắt đầu từ Gia Linh. Những cái tiếng động. Tới Hải tiếp luôn. Mẹ ơi. Nhảy suốt quần luôn là có thiệt nha. Ông ơi anh nhảy trước đi. Nhảy trước đi. Ôi cái này là có tập thể thao hàng ngày nè. Trời ơi. Liên ơi mời em. Liên ráng đi ra. Liên chưa? Để thôi. Ừ đúng rồi. Đúng rồi. Bước đi nhảy. Phải nhảy nha. Đó. Đó. Thôi, qua đây. Đừng khóc mà. Như vậy là các bạn đã vượt qua được cái hình phạt này. Chúc mừng các bạn.